Hello, xin chào tất cả mọi người. Bàn ăn Louis là một sản phẩm siêu hot được rất là nhiều quý đại gia lựa chọn, không chỉ bởi vì kiểu dáng sang trọng này, đẹp mắt này, mà nó còn được làm từ những loại chất liệu gỗ quý. Và tại cửa hàng nội thất Sơn Đông An Lạc tụi em đang có sẵn hai mẫu bàn ăn Louis với chất liệu là gỗ mun sọc Lào và gỗ cẩm lai. Đây phải được gọi là hai dòng gỗ đẳng cấp nhất nằm trong top thượng hạng nha mọi người. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với mọi người ngay mẫu bàn ăn gỗ mun sọc Lào này. Đó, mun thì đã quý hiếm rồi mà còn mun sọc Lào nữa. Đó, đây là một loại gỗ với cái màu sắc cực kỳ đặc trưng nha. Những đường vân nâu vàng xen kẽ thì rất là bắt mắt. Để cân bằng lại màu sắc cho bộ bàn ăn thì ngoài chất liệu gỗ mun, bên em còn kết hợp thêm đó là phần nu của gỗ đỏ. Nu gò đỏ này cũng là gò đỏ Lào luôn nha mọi người. Chúng ta sẽ có phần nu ở tựa lưng này, mặt ghế này và cả mặt bàn chính nữa nha. Mặt bàn được làm với kích thước rất là hoành tráng, dài 2m15, rộng 1m06. Phù hợp ở đây là em đang kê bộ gồm có 8 ghế ha. Khung bàn thì vẫn là chất liệu gỗ mun sọc rồi. Mặt bàn là nu, phần chân cũng là mun sọc luôn nha. Toàn bộ đều được làm từ gỗ mun sọc Lào hết. Gỗ thì được tuyển chọn tẩm sấy rất là kỹ nè. Cái đường vân, cái gỗ mun sọc này mọi người, nó có một cái vẻ đẹp rất là đặc trưng, vẻ đẹp kiểu màu đen huyền bí nhưng mà rất cuốn hút nha. Đấy, em thấy thường khu vực ở ngoài miền Bắc thì quý cô chú anh chị mình sẽ yêu thích cái dòng gỗ mun sọc Lào này rất là nhiều luôn đó mọi người. Sản phẩm thì em đang trưng bày tại showroom nên là anh chị mình quan tâm có thể đến trực tiếp để tham khảo và tìm hiểu thêm ha. Mẫu ghế Louis này thì từ trước tới nay rồi, rất nhiều thế kỷ rồi, chưa bao giờ bị lỗi thời luôn. Đặc trưng của nó sẽ là những cái hình ảnh hoa lá tây, ở những cái đường nét cong nhẹ nhàng, uốn lượn. Dáng ghế thì cực kỳ đẹp luôn nha. Em sẽ quay tổng quan cho mọi người xem một vòng, rồi mình sẽ tiếp tục với mẫu bàn ăn Louis với chất liệu là gỗ cẩm lai ha. Tiếp theo vẫn là mẫu mã kiểu dáng Louis, nhưng đây sẽ là dòng chất liệu gỗ cẩm lai đẳng cấp. Nhắc tới gỗ cẩm lai thì người ta sẽ liên tưởng ngay tới những cái vân gỗ. Bộ này phải gọi là siêu vân luôn nha. Lâu lắm rồi thì em mới thấy một bộ lên mà cái vân nó nhiều như vậy nha mọi người. Đó, cẩm lai là vân phải cỡ này nha. Bên em sử dụng cẩm Việt và cẩm cam là dòng gỗ giá trị nhất ở thời điểm hiện tại. Màu sắc đặc trưng. Đó, một trong những cái điểm nổi bật khiến cho khách hàng yêu thích những sản phẩm của công ty nội thất Sơn Đông là về phần nước sơn. Như mọi người nhìn thấy tổng quan của bộ bàn ăn đó, với cái màu nước sơn đó, tự nhiên sơn bóng mờ thôi, không quá bóng cũng không quá mờ, nhưng mà nó tôn lên được những cái vẻ đẹp tự nhiên của vân gỗ. Làm thì cực kỳ là kỹ luôn, khe kẽ ngóc ngách này đều là láng mịn hết nha mọi người. Và có một điều chắc chắn rằng dòng gỗ cẩm lai này đó là của Việt Nam và Campuchia nha mọi người. Cứ nhìn vào những cái đường vân gỗ này, đó là mình có thể biết được ha. Vân của cẩm lai Nam Phi thì chắc chắn sẽ không được như vậy đâu nha mọi người. Đó, và bên em thì không có sử dụng cẩm lai Nam Phi ha. Đây, em quay chiếc ghế này ra cho mọi người xem được cái phần dáng ghế này. Đó, dáng ghế Louis thì phải gọi là không quá xa lạ đúng không? Em ngồi vào cái dáng ghế này cho mọi người mình xem được cái kiểu nè. Đó, kích thước thì làm rất là vừa phải, phù hợp với dáng người Việt Nam nha. Khi mà em ngồi vào mọi người thì cái phần lưng này sẽ là lưng cong, nên là nó tạo ra cảm giác rất là dễ chịu luôn ha. Đấy, trời, cái ghế này phải gọi là vân siêu đỉnh luôn nè mọi người ơi. Anh chị cô chú nào mình đang thích những cái dòng gỗ cẩm lai, nó tìm hiểu về những dòng gỗ cao cấp, mình có thể tham khảo sản phẩm này của bên em ha. Hai bộ bàn ăn này thì đều được làm với một bàn và 8 ghế luôn. Nó sẽ phù hợp với những không gian tương đối lớn nha. Và bộ bàn ăn Louis gỗ cẩm lai này đang được bên em bán với mức giá công khai và niêm yết là 197 triệu. Đó. Nhắc tới chất liệu gỗ mun sọc hay là gỗ cẩm lai thì như mọi người thấy những cái món nội thất với cái giá trị phải gọi là tiền trăm triệu trở lên không. Nhưng đây là chất liệu gỗ cao cấp này, với giá trị lâu dài cũng như chất lượng cực kỳ bền bỉ luôn. Mình sử dụng từ đời này qua đời khác, nên là đầu tư một lần mà sử dụng phải gọi là vài đời là có thật nha mọi người. Nên là mọi người muốn xem thêm những cái sản phẩm này, mọi người có thể đến trực tiếp tại showroom 783 đường Kim Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ với em qua số hotline 0879 400 37 để em tư vấn và hỗ trợ thêm nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.